Rạng sáng ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Nam Định phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã Văn Trường Sơn, 53 tuổi, quê quán ở tỉnh Nam Định, đang trốn tại thôn Huy Ba 2, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. Đối tượng Văn Trường Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Năm 1992, Văn Trường Sơn cùng đồng bọn dùng súng cướp tiệm vàng ở tỉnh Nam Định. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào miền Nam. Để đối phó với cơ quan chức năng, Văn Trường Sơn đã ẩn nấp, di chuyển ở nhiều địa bàn khác nhau và thay đổi nhiều tên gọi khác nhau. Với sự tinh ranh của mình, đối tượng không thực hiện đăng ký tạm trú hay thường trú ở một địa phương nào. Song với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng Công an Quảng Ngãi lần ra bắt đối tượng. Hiện Công an tỉnh Nam Định đang di lý đối tượng về tỉnh Nam Định để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.